Nhà Dĩ Mai xin được kính chào tất cả các bác ạ. Hôm nay em về một chiếc xe BNG VI Neon 7, dòng xe đường trường, gọi xe đua đấy, tay cong. Chiếc này là của thương hiệu BNG của Ý và dùng tại người Nhật. Và nhà Dĩ Mai mua đấu giá bên Nhật về Việt Nam qua đường bay. Chiếc này về size là size trên khung là size 46. Thì dòng đứng từ tâm từ đạp đến khóa cổng yên là 44 cm và dòng ngang là xích soát 50 cm. Với cái size này sẽ phù hợp với bác có chiều cao tầm 1m56-57 đến khoảng dưới 1m70 thì chạy sẽ phù hợp, khoảng 67-68 chạy ok. Về cấu hình khung, chiếc này khung nhôm và phục trước là càng trước là carbon, cặp vành nhôm hai lớp của BNG và cặp lốp 700x25C của Victoria Raffio Yen Samaco của Ý. Và bộ chuyển động là 2 đĩa và 9 lít Shimano Soda. Giò đĩa cũng là Shimano Soda, trục giữa thì trục cốt rỗng. Còn hai trục bánh trước sau là bánh trục Bicon Shimano. Sau đây em đi về chi tiết để bác cùng ngắm chiếc này. Yên là yên da màu trắng này, Samaco. Cọc yên là cọc yên nhôm thương hiệu BNG Repetto Cosi. Đã có cái phản quang đằng sau. Màu sắc chủ đạo là màu trắng và kèm những cái line màu kết hợp với cái line màu xanh. VI Neon 7, cái dòng này gọi là Dama BNG. Xe cũng có cả gọng nước BNG luôn, tem BNG. Và tất cả các cái dây phanh, dây đề thì đã có chủ đã trang bị những cái đầu bịt chống xước BNG rất đẹp. Chén cổ thì FSA. Em đi về chi tiết nhé. Cái bộ giò đĩa thì chiếc này giò đĩa Shimano Soda rất đẹp luôn các bác ạ. Soda này là răng là 50-34. Đây này các bác nhìn cái vết răng này thì hầu như là người ta đạp chắc 1-2 lần thôi, rất ít. Đấy, nó chưa có cái vết xích luôn. Đấy, răng đĩa nó đẹp như này. Cái này chiếc này về hình thức nó không khác với xe mới đâu. Pedal là pedal VP. Đấy. Giò đĩa, cái riêng giò đĩa này thì là Via Malaysia các bác nhé, FCR3000. Còn cái khung nhôm thì nó là nhôm alu hydro, nhôm này nhôm 6000, một trong những cái dòng rôn nhôm nhẹ BNG dành trên những con đường ở xe đường trường. Tem là Asahi Cycle, một trong những cái hệ thống phân phối gần như lớn nhất ở bên Nhật, xe đạp bên Nhật, một trong những cái hệ thống phân phối rất lớn. Tem gửi xe đây, tem gửi xe bên Nhật đây. Còn cái tem an ninh thì người ta sẽ bóc đi rồi. Cái giấy tờ mua bán thì người ta chuyển nhượng cho mình giấy tờ đây, số khung, tên model. Đấy, bánh 700x25C số khung đây. Và cái dấu khuyên, trước này là cái giấy tờ để mang đi đăng ký an ninh. Còn cái tem an ninh người ta ở dưới này, tem người ta bóc đi rồi các bạn ạ. Đấy, đây nó chỉ còn tem made in này, made in Taiwan này, số khung chìm dập chìm trong khung này. Cái tem của thương hiệu BNG này và cái số mã QR cũng như là ngày tháng năm sản xuất của xe. Chiếc này sản xuất năm 2016. Đấy, còn chủ người ta mô tả là mua năm 2017, nhưng mà người ta đi, người ta treo trong nhà khoảng mấy năm người ta không đi. Đấy. Bộ hệ thống phanh là phanh ngàm 3 mảnh Shimano Soda, cũng là 3000 luôn. Đây, củ Soda đây. Và tổng quan xe thì gần như không có cái vết xước xát gì luôn. Xích là xích 9, xích 9 KMC. Líp là líp Shimano. Đây, Shimano HG đây. Đấy, và cái líp này líp Japan. Chữ Japan nó dập chìm ở trong cái đấy, chữ Japan này, nó dập chìm này, Japan VR này. Đấy, Shimano. Vành trước vành sau thì đã có phản quang rồi, căm đi căm đôi, hệ thống căm đôi. Và vành Repetto Cosi BNG. Đây, AT4710 Arctic Dream. Đấy, vành 700 75C. Còn lốp thì là lốp 700x25C của Victoria Raffido. Các bác nhìn vết vành thì biết là xe gần như không chạy. Và lốp cũng vậy, ba via vẫn còn, cũng không khác gì lốp mới đâu. Đấy, chủ người ta để treo trong bảo quản trong nhà nhé, nó không bị ánh nắng ngoài trời, nó không bị han gì gì cả, ốc kiếp rất thứ không. Em quay mặt trước này. Đây, mặt trước đây. Đấy.
bi đông pô tăng là của Ripatokoshi luôn, nhôm. Đây. Còn chén cổ thì đương nhiên rồi, của FSA. Logo Binchi này. Từng hệ thống dây Shimano vẫn nguyên phanh Shimano Sura. Đấy, các cái đầu bịt của Binchi đây rất đẹp luôn. Càng này, càng là càng carbon. Cả carbon Binchi. Đấy, và nó hở cái phần carbon nó chỉ hở một chút xíu đấy thôi. Đấy, còn đâu là bên ngoài thì nó sơn theo tông màu trắng xanh đặc trưng cái màu xanh ngọc Binchi. Đấy, và có một cái line màu hơi đỏ một chút. Tí vào thấm ở nhanh Shimano. Cái hấp cũng vậy, hấp Shimano. Vành trước sau đồng bộ nhá, bánh bộ. AT470 Arctic Dream. Vết vành với lại lốp thì nó cũng không khác gì xe mới. Các má phanh là hệ thống pha má phanh là Shimano hết. Phản quang trước sau đồng bộ cũng theo xe luôn. Đấy, tổng quan chiếc này. Ở chiếc này bên Nhật là hôm em đấu giá thì cái tay quấn nó màu xanh. Thế nhưng mà khi về ấy, thì khi mà sờ vào các cái chỗ này thì nó hơi bị dính, nghĩa là cái nó mủn ấy. Đấy, cái dây quấn Binchi. Thế nhưng mà chủ người ta mô tả là khoảng 3 năm rồi người ta không đạp, thế là đâm ra có thể là để lâu quá. Thì nó dính thì em bóc ra em thay một cái cuốn này. Còn cái bịt của cái tay nắm này cũng là Binchi luôn, logo Binchi luôn này. Đấy. Thì vẫn để nguyên, thì em chỉ thay một cái dây cuốn thôi. Đấy. Quay ngang xe thì xem phía bên của bên trái nhá. Mà bên trái đây, độ mới thì gần như mới. Tổng quan xe thì gần như không có vết xước sát nào đáng lưu ý cả. Xe thì người ta dùng được một vài lần và treo trên trong phòng khoảng tầm trên 3 năm. Model là 2017, chủ người ta mua 2017, còn cái chiếc này là model 26-27. Size rất vừa phải. Đấy, các bạn đang xem chiếc Binchi Via Neon 7. Xe đấu giá sách tay Nhật. Độ mới thì tương đối mới. Đấy, bên trái này. Đây, cái giờ đầu bịt Binchi này. Đầu bịt Binchi này. Dây luôn này, cái gọng nước cũng rất là đẹp, nó cùng tông màu trắng xanh cũng gọng nước Binchi luôn. Đấy, giò đĩa Sura bên trái này, Shimano Sura, trục là trục cốt rỗng, pedal thì pedal VP nhôm, pedal nhôm. Các bác là đây, tem Asahi đây, đây này, đúng là model là 2016-17 nhưng mà chủ người ta mua ngày 15 tháng 5 2017 ở tại cửa hàng hệ thống Asahi Cycle, một trong những hệ thống phân phối lớn nhất tại Nhật Bản. Đây, size xe thì người ta ghi trên khai này, size trên khung là tem phía đằng sau đây là 46. Nhưng em đo từ tâm trục đạp đến khóa cộng yên, đến khóa cộng yên này là chỉ 44cm thôi. Và dòng ngang là xích soát 50cm. Rất đẹp luôn. Thì bà tháng mọi nhanh Shimano dòng cốt vuông này thì dùng cho xe loát rất thích luôn. Hấp đây, hấp trước sau đồng bộ Shimano, vành bánh hấp đồng bộ. Các bác chỉ nhìn size cũng như là cái dáng xe, màu sắc thôi, chứ còn về hình thức xe rất đẹp. Đây, đã quay xong rồi. Từng chi tiết thì bây giờ em sẽ test qua cái chuyển động để bác cùng ngắm. Ở đây, tay lắc. Tay lắc là Shimano Sura. Đây, tay lắc cũng không có vết xước luôn này, đẹp lắm. Cái tay chụp mà nắp chụp này cũng là Shimano. Đây, nắp chụp này. Sura này. Dây quấn thì màu đen, bởi vì cái chiếc dây quấn màu xanh Binchi thì nó về nó bị hơi mủn. Bác cầm mà nó sẽ hơi, có một số chỗ nó hơi mủn một tí. Bởi vì người ta đi, có thể là người ta đi một vài lần thôi, nhưng cái mồ hôi ra phải để nhiều năm ấy, cho nên là nó có thể nó sẽ bị mủn. Đấy, và thay mỗi cái dây quấn thôi. Còn đâu tất cả nguyên bản theo xe từ Nhật về từ A đến Z. Đấy, bây giờ em quay test qua cái chuyển động thì bác cùng xem chiếc này. Jin hay Jin cầm điện thoại quay được bố không? Em quay bánh trước nhé. Thứ nhất là nó rất là trơn, thứ hai là độ cân bằng rất là cân bằng, phanh thì rất là ăn. Phanh này ở đây, phanh sau, phanh trước này, phanh ngàm ba mảnh này. Phanh Sura này rất là ngon ăn, bóp rất là nhẹ. Phần quay chuyển động mà em đang ở cái tầng đĩa trên là tầng đĩa to này. Bây giờ em sẽ về hạ hết về cái tầng đĩa nhỏ này.
Đem lên này. Nói chung là cái bộ soda này thì nó mượt lắm. Đấy em hạ này. 2 nhân 9 quá nhé. Đấy, em hạ cái tầng đĩa trước này. Lên này. Hạ này. Đây em đang ở tầng đĩa nhỏ nhá. Em lên hạ xế cái tầng lip xuống nữa. Đấy, em lên này. Tay lắc này chỉ cứ lắc nhẹ vào thôi. Đấy. Em hạ này. Nói chung là chiếc này nó rất là mượt mà. Bộ Sora 29 này thì đủ nhu cầu các bác chạy đường trường. Thoải mái luôn. Các bác dân chuyên nghiệp thì có thể nâng cấp bộ cao hơn, nhưng mà với một cái phân khúc ở cái tầm trung thì bộ Shimano Sora này thì cũng thoải mái nhu cầu các bác chạy rồi. Đấy, em đã quay và test cái chuyển động chi tiết của chiếc Binchi Vianidot 7. Đấy, xe có phân khúc cái tầm giá trên 20 triệu một chút xíu. Độ mới thì rất là cao, gần như mới luôn. Con này phải tầm 97-98%. Đấy, các bác đang xem video thì bấm nút like và chia sẻ clip giúp em. Đấy, các bác tiện thì ở gần thì có thể chạy qua trực tiếp địa chỉ tại số 39 ngõ 325 Giảng Võ, Hà Nội để xem trực tiếp và chạy thử. Còn các bác ở xa thì inbox Zalo số 0915640706. Em sẽ gửi hình ảnh cũng như là clip chi tiết thì các bác cùng xem. Rất mong được giao lưu cùng các bác yêu thích cái môn thể thao xe đạp này. Tập thể dục hoặc đi lại thì cực kỳ là ok. Và xe hàng xe tay bên nội địa Nhật về thì nó chất lượng nó rất là tốt. Độ mới trước này thì rất là cao. Cho nên là các bác yên tâm về chất lượng cũng như về nguồn gốc xuất xứ. Và cái thứ ba là độ đẹp nữa. Con này nó gần như mới. Đấy. Các bác vừa size và yêu thích cái dòng Rad của Binchi thì liên hệ nhà em Zibai nhé. Em rất mong được giao lưu và chia sẻ cùng tất cả các bác yêu thích xe thể thao. Em xin tạm dừng video chiếc Binchi Vianidot 7 tại đây. Xin được cảm ơn và kính chúc sức khỏe tất cả các bác. Cảm ơn các bác rất là nhiều.